Vậy sáng quý vị một cái tên tên Ý tên viện Vatican, cái tên này cũng là tin lạ. Chúng ta biết trước đây giờ giáo giáo vẫn là kín tiếng về tất cả những vụ mà kêu là vụ việc xảy ra trong Vatican trong nhiều thập kỷ luôn. Nhưng mà gần đây thì với Đức Giáo Hoàng mới đó là ông đã làm lại cả hệ thống tư pháp cũng như là hành chánh và tài chánh của Vatican và làm cho mọi chuyện này trở nên trong sạch. Thì mới đây vừa ông Hồng Y phải nói là nổi tiếng trong bao nhiêu năm nay, ông này đã bị đưa ra tòa tòa án của Công giáo, tòa án của chính bên Vatican đặt ra vì cái tội kia là tham nhũng và hối lộ cũng như là nhiều cái thứ thiện mà chưa pha tiền vào một cách vô lý. Thì ông này đã xác nhận là ông đã cho người em của ông đã đứng trong một cái cơ quan là một cái cơ quan như là nghĩa là một cái cơ quan thiện nguyện để giúp đỡ những người nghèo người kia đại khái như vậy đó. Thì ông này đã bổ nhiệm ông em và làm đứng đầu cái quan đó. Thì do đó thì bây giờ cái sự việc xảy ra thì ông này đã bị ra tòa và nhưng mà ông vẫn nói là ô số tiền này chúng tôi đã đưa đến các người nạn nhân chiến tranh, những người nghèo khó, những người này là làm thiện nguyện đủ thứ hết. Nhưng mà chắc chắn là ông này sẽ bị mà trừng phạt rất là nặng bởi vì Giáo Hoàng mới là muốn trong sạch hóa cái Vatican, trước đây cũng bị mang tiếng rất là nhiều về nhiều vấn đề lạm dụng và tình ái là lạm dụng đủ thứ hết thưa quý vị.